Đây là chương trình nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Trong thời gian qua, một số thanh niên sinh viên chỉ vì nghe những lời hứa hão lừa phỉnh trên mạng mà đã tình nguyện gia nhập các tổ chức phản động để rồi phải lâm vào vòng lao lý. Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Phan Kim Khánh về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2015, khi đang là sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên, Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động ở hải ngoại, lập tài khoản trên mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết có nội dung vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ đảng nhà nước. Bản án 6 năm tù giam được tòa tuyên dành cho Khánh khiến cho nhiều người không khỏi đau lòng. Vì sao những thanh niên trí thức trẻ như Khánh lại dễ dàng bị dẫn dụ lôi kéo để rồi bước vào con đường phạm tội sẽ được chúng tôi thông tin trong chương trình Nhận diện sự thật hôm nay với sự tham gia của Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội. Phần nào sẽ giúp quý vị và các đồng chí tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên. Trước hết xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời đồng chí cùng quý vị và các đồng chí chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet vào hàng cao nhất thế giới với 58 triệu người dùng Internet. Đứng đầu Đông Nam Á về số lượng tên miền quốc gia. Số liệu thống kê từ cơ quan chức năng cho thấy, sinh viên, trí thức trẻ chính là lực lượng sử dụng Internet đông đảo, thường xuyên nhất với khoảng trên 80% vào mạng hàng ngày. Các thế lực thù địch hay thiếu thiện chí với Việt Nam nhận thức rất rõ và nắm ngay lấy cơ hội này để dẫn dụ, lôi kéo thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ vào thế giới ảo với nhiều chiêu trò thủ đoạn khác nhau. Hiện nay, hầu hết các đài phát thanh truyền hình tiếng Việt ở hải ngoại đã tập trung phát triển báo mạng mà đối tượng bạn đọc được hướng đến hàng đầu chính là thanh niên. Đặc điểm tâm lý khao khát cái mới nhưng thiếu bản lĩnh, sự định hướng là một trong những nguyên nhân để tuổi trẻ tự nguyện trở thành tín đồ của cộng đồng mạng. Và có không ít thanh niên dễ dãi, cả tin đã bị cuốn vào mê trận trong thế giới ảo. Thưa đồng chí, khao khát ước mơ cái mới, đây là một đặc tính tốt của tuổi trẻ đúng không ạ? Tuy nhiên thì không phải mọi cái mới thì đều đúng và đều hay. Có rất là nhiều những trang web đen, blog độc được ngụy trang kín đáo như là hiện thân của một cái mới. Vậy thì đồng chí có thể chỉ rõ là kiểu cách ngụy trang của những loại trang web này là như thế nào không ạ? Hàng năm thì cơ quan chức năng đã phối hợp để ngăn chặn, bóc gỡ hàng trăm trang web đen, blog độc có nội dung xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước ta. Về mặt kỹ thuật, chúng ngụy trang hết sức là khéo léo. Chúng tạo dựng các cái trang web, các cái nội dung tên miền sử dụng tiếng Việt với các cái giao diện khác nhau. Từ đó cài đặt các cái thông tin, cài đặt các cái nội dung xấu để cho thanh niên truy cập, tiếp cận và sử dụng. Từ các cái về mặt kỹ thuật như vậy thì về mặt hình thức cách thức chúng cũng hết sức là tinh vi, khéo léo. Chúng tạo dựng lên những cái tiêu đề, những cái tin bài mang tính giật gân, mang tính nóng của vấn đề thời sự chính trị xã hội để kích thích sự tò mò của giới trẻ truy cập vào, tạo thành cái hiệu ứng đám đông để cho mọi người thấy đông mà hoang mang, nhiều mà tin theo. Đó chính là cái mục đích của cái việc thành lập các cái web đen, blog độc để tuyên truyền những nội dung sai trái, xuyên tạc sự thật. Vâng, như đồng chí vừa phân tích thì trên cộng đồng mạng hiện nay có đầy rẫy những web đen, blog độc. Vậy thì cụ thể cách thức mà họ tiêm nhiễm những cái suy nghĩ lệch lạc cho giới trẻ là như thế nào? Và đồng chí có thể đưa chúng tôi một số những cái ví dụ cụ thể không ạ? Các cái nội dung mà chúng xuyên tạc thì hết sức là tinh vi, lợi dụng các vấn đề nóng như vấn đề môi trường, vấn đề quản lý yếu của các cấp chính quyền địa phương, rồi các vấn đề liên quan đến sức khỏe của cộng đồng v.v. Chúng đưa các nội dung xuyên tạc này lên trang mạng cho thanh niên truy cập vào. Việc tuyên truyền này được lặp đi, lặp lại nhiều lần, dẫn đến cái việc định hướng sẽ bị ảnh hưởng chi phối bởi những cái trang web độc, những cái blog đen này. Tôi có thể lấy ví dụ như cái sự kiện diễn ra ở về ô nhiễm môi trường ở miền Trung. Trước cái sự việc như vậy thì đảng lãnh đạo rất quyết liệt, chính phủ vào cuộc rất là nhanh chóng để truy tìm cái nguyên nhân, đồng thời có cái biện pháp đền bù thỏa đáng. Tuy nhiên
các thế lực thù địch thì lợi dụng vấn đề này lại xuyên tạc và phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc đầy quyết tâm, đầy trách nhiệm của chính phủ để cổ suý, tuyên truyền, lôi kéo thanh niên có những hành động, ví dụ như xuống đường để gây mất ổn định trật tự xã hội, hay ngăn chặn những người dân tham gia nhận đền bù, hay là có những cái việc làm mà kích động chia rẽ giữa chính quyền với nhân dân, từ đó tạo nên cái việc mất ổn định về chính trị xã hội, cũng như là tuyên truyền xuyên tạc về cái chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng. Xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí. Cùng với việc đăng tải lên mạng Internet thông qua các diễn đàn, hội thảo để tung hô, kêu gọi giới trẻ đứng lên đòi quyền tự do dân chủ, nhân quyền theo giá trị ngoại nhập, các thế lực thù địch chống phá còn sử dụng tiền bạc, vật chất đánh vào những nhu cầu thiết yếu trong đời sống, sinh hoạt, học tập của giới trẻ. Cách đây chưa lâu, sự việc của Nguyễn Phương Uyên, một sinh viên làm cán bộ đoàn, đã bị những thế lực xấu dẫn dụ đi vào con đường tội lỗi chỉ vì những lời hứa tài trợ học bổng, mua laptop đã khiến không ít người bất ngờ. Nguyễn Văn Hóa bán rẻ quê hương chỉ vì mấy đồng tiền bố thí từ tổ chức khủng bố Việt Tân. Phải thẳng thắn thừa nhận, có việc làm, có thu nhập để trang trải cho cuộc sống cá nhân là nhu cầu hết sức chính đáng của thanh niên. Tuy nhiên thực tế hiện nay, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp còn cao, kể cả khu vực đô thị lẫn các vùng nông thôn. Những tiêu cực trong vấn đề giải quyết việc làm khiến không ít thanh niên giỏi tỏ thái độ bất mãn vì không tìm được việc làm phù hợp với khả năng, trình độ của mình. Cho nên thủ đoạn tạo việc làm và thu nhập vẫn là miếng mồi câu không mới, nhưng lại được các thế lực xấu sử dụng khá phổ biến để lôi kéo thanh niên vào con đường tội lỗi. Thưa Thượng tá Đinh Quốc Hùng, có lẽ là clip trên đã cho chúng ta thấy phần nào một cái chiêu bài hết sức là nguy hiểm của các thế lực thù địch đã và đang áp dụng đối với cả một tầng lớp thanh niên. Vậy thì đồng chí có thể phân tích làm rõ thêm những cái vấn đề tư tưởng nảy sinh khi mà thanh niên không có việc làm, không có thu nhập. Việc mà thanh niên không có việc làm ổn định, không có thu nhập chắc chắn sẽ có tác động chi phối rất lớn đến cuộc sống, đến sự phát triển, sự nghiệp của thanh niên. Và thanh niên không có việc làm, không có thu nhập, trước hết nó sẽ là gánh nặng cho gia đình, cho địa phương và cho cả xã hội. Và khi không có việc làm, không thu nhập thì chắc chắn là sẽ dẫn đến gia tăng cái vấn đề tội phạm, dẫn đến gia tăng cái vấn đề về tệ nạn xã hội, và thậm chí có thể nguy hại hơn, đó là nó sẽ gây lên sự mất ổn định, mất đoàn kết trong gia đình, mất ổn định ở cục bộ một địa phương, một khu vực nào đó, nếu như cái số lượng thanh niên mà thất nghiệp lớn. Trên thực tế thì có rất nhiều sinh viên thanh niên học ở các trường đại học, cao đẳng, trường nghề ra nhưng cũng không có việc làm. Lợi dụng vấn đề này thì kẻ địch cũng đã có những cái nội dung để đánh vào cái nhu cầu, cái thị yếu của thanh niên, nhất là về vấn đề việc làm và thu nhập. Đúng là rất là nguy hại, có rất là nhiều vấn đề có thể nảy sinh khi không có việc làm, không có thu nhập ổn định, đúng không ạ? Vậy thì chúng tôi cũng rất là muốn biết là bằng cách nào mà chúng ta có thể nhận diện những cái cách thức, những cái thủ đoạn mà các tổ chức này thường thực hiện bằng những cái miếng mồi vật chất để có thể lôi kéo thanh niên vào con đường vi phạm. Thế lực phản động đã có rất nhiều chiêu bài để dụ dỗ thanh niên, hướng thanh niên đến những cái việc làm sai trái, những cái việc làm mà tiếp tay cho các thế lực thù địch. Như chúng ta thấy có rất nhiều câu chuyện xảy ra mà rất đau lòng, rất đáng tiếc cho rất nhiều thanh niên, mặc dù được học hành rất tử tế và được có sức khỏe tốt và được giáo dục trong môi trường rất tốt, nhưng chỉ một phút nào đó mà nghĩ đến cái quyền lợi vật chất, nghĩ đến cái việc hưởng thụ mà quên đi cái trách nhiệm với gia đình, với xã hội và với Tổ quốc. Chính vì vậy mà các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề này để đưa thanh niên, dụ dỗ thanh niên tìm đến những cái việc làm phạm pháp, rồi những cái việc làm bất chính để có nguồn thu nhập bất chính, và đây vô hình dung đã là một lực lượng để tiếp tay cho các thế lực thù địch trong thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình. Xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí. Và thưa quý vị cùng các đồng chí, một vấn đề tưởng như không liên quan trực tiếp nhưng thực chất lại có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục định hướng cho thanh niên, đó là cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng. Hiện nay có không ít những trang mạng xã hội mang tư tưởng cực đoan đã thực hiện nhiều thủ đoạn tiếp cận, lôi kéo thanh niên bằng những khẩu hiệu chống tham nhũng, chống tiêu cực, khiến cho bản thân nhiều thanh niên sinh viên chưa thực sự hiểu bản chất của vấn đề nhưng lại sẵn sàng ùa theo kiểu tâm lý đám đông. Từ thực tế trong xã hội đang còn tồn tại không ít những hiện tượng tiêu cực, bất công. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có những hành vi tham nhũng, tiêu cực,
đã tác động trực tiếp đến tư tưởng của giới trẻ. Và đây cũng là đường dẫn để thanh niên chuyển từ suy giảm niềm tin đến hiện tượng phản kháng tiêu cực. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến vai trò của Tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam. Có thể khẳng định, tổ chức đoàn các cấp đã làm được không ít việc. Tuy nhiên, công tác quản lý giáo dục, bồi dưỡng định hướng cho đoàn viên thanh niên còn bộc lộ nhiều hạn chế. Có không ít hiện tượng thanh niên tỏ ra thiếu quan tâm, thờ ơ với tổ chức đoàn. Họ tham gia tổ chức đoàn mà không xuất phát từ lý tưởng, từ sự giác ngộ chính trị thực sự. Thưa Thượng tá Đinh Quốc Hùng, đồng chí có thể phân tích làm rõ thêm những tác động của các hiện tượng tiêu cực trong xã hội hiện nay như là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực đến giới trẻ như thế nào không ạ? Kẻ địch cũng đã lợi dụng vấn đề này để lôi kéo thanh niên vào hùa vào cái cuộc chống tham nhũng, mang cái âm mưu thủ đoạn của diễn biến hòa bình để nhằm tạo nên một cái hiệu ứng đám đông. Họ muốn thanh niên tìm đến ở một cái âm hưởng đồng điệu về cái việc mà cùng tham gia giải quyết vấn đề bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thứ hai nữa, đó là cái vấn đề mà khi người trẻ nhìn vào thế những người đi trước để học tập, để rèn luyện, thì họ lại thấy những vấn đề mà tiêu cực lại diễn ra ở những người mà mình đang noi theo. Thì họ cũng sẽ có những cái hoài nghi nhất định, họ có những bức xúc nhất định, họ có những lo lắng nhất định, và thậm chí họ có những cái bi quan, đấy, có những cái mất niềm tin nhất định. Chính vì vậy, lợi dụng vấn đề này thì các cái blog đen, các cái trang mạng xấu cũng đã lợi dụng để tung những tin bài để hòng bôi nhọ cũng như hạ thấp cái vai trò, cái uy tín của Đảng nói chung và của bộ phận cán bộ đảng viên, đồng thời kích động lôi kéo quần chúng nhân dân, trong đó có thanh niên, để làm gây lên cái sự mất ổn định về chính trị xã hội cũng như là chia rẽ sự lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân. Cảm thấy bi quan, cảm thấy hoài nghi, nó cũng đúng là một cái mảnh đất tốt để những cái thế lực xấu, những kẻ cơ hội chính trị có thể lợi dụng, đúng không ạ? Vâng, và cũng có một hiện tượng là không ít thanh niên tỏ ra thiếu quan tâm và thờ ơ với tổ chức đoàn. Họ vào đoàn vì là một phần tất yếu trong đời sống chính trị mà không xuất phát từ lý tưởng, từ sự giác ngộ chính trị thực sự. Tại sao lại có một cái hiện tượng như thế này? Thưa Thượng tá Đinh Quốc Hùng. Ở đây chúng ta phải thấy được, thứ nhất là khía cạnh góc độ chính đoàn viên thanh niên đó chưa xác định được mục tiêu lý tưởng khi tham gia nhập vào những tổ chức của người cộng sản trẻ tuổi, đó là tổ chức đoàn. Họ chưa xác định được vào đoàn để học tập, để rèn luyện, để cống hiến, để trưởng thành. Đồng thời, ở một số nơi tổ chức đoàn cũng chưa thực hiện tốt cái vai trò là trường học cộng sản của đoàn viên thanh niên, chưa thực sự là người bạn, người đồng chí, người đồng hành để chia sẻ với thanh niên, để giáo dục rèn luyện thanh niên, tạo cơ hội cho thanh niên có điều kiện học tập, điều kiện rèn luyện, có điều kiện để cống hiến trưởng thành, cũng như giải quyết những vấn đề bức xúc, ví dụ như học tập, ví dụ như việc làm, ví dụ như thu nhập. Chính vì vậy, làm cho một số thanh niên chưa thực sự thấy rõ động cơ, mục tiêu lý tưởng của mình để phấn đấu, để rèn luyện khi mình là đoàn viên. Đoàn phải giáo dục cho đoàn viên thanh niên để họ sống có tâm trong, có chí sáng, có hoài bão lớn để thực hiện mục tiêu lý tưởng thực sự là cái đội hậu bị, là cánh tay đắc lực của Đảng, là cái lực lượng dẫn thân, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết của Thượng tá Đinh Quốc Hùng trong chương trình hôm nay. Và thưa quý vị cùng các đồng chí, khao khát tìm tòi hướng tới cái mới là đặc tính đáng quý, đáng trân trọng của tuổi trẻ. Sử dụng mạng Internet vào việc học tập, nghiên cứu, tích lũy tri thức cho tương lai là nhu cầu hết sức cần thiết và không thể thiếu trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay. Tuy nhiên, mỗi chúng ta, nhất là giới trẻ, khi bắt gặp những lời hứa về một viễn cảnh rực rỡ, những món tiền tài trợ cách xù hay việc làm nhàn hạ lương cao, dễ dàng như việc tự chọn các món ăn đã được bày sẵn trên bàn, thì hãy bình tĩnh và suy xét kỹ vì nó trái với thực tế. Bởi những miếng mồi ngon từ trên trời rơi xuống, nếu mà không ẩn chứa sự bất minh độc hại thì cũng sẽ bị luồn cái lưỡi câu danh lợi bên trong. Chương trình đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại.